Kính thưa các khán thính giả của Phòng Tản Mạn, trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một sự so sánh thú vị câu chuyện kinh tế Việt Nam Ukraina của báo chí Nga. Qua đó, báo Nga mong muốn rằng Ukraina nên học hỏi con đường phát triển của Việt Nam để có sự ổn định lâu dài. Mở đầu câu chuyện, hãng tin Sputnik viết trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine, dấu ấn về quyền lực mềm của Việt Nam được nêu bật, nhất là bài học về cách ứng xử với những nước lớn khi cạnh tranh địa chính trị ngày càng khốc liệt trên thế giới, trong khi đó, so sánh GDP Việt Nam và Ukraine cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới, gây ấn tượng giới siêu giàu của Việt Nam tăng nhanh. Ukraine được ví là rổ bánh mì của châu Âu và có vai trò khá quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay. Vì sao GDP Việt Nam cao gấp rưỡi Ukraine, nhưng người dân Ukraine lại có thu nhập cao và khá giả hơn người Việt? Vậy kinh tế Ukraine ở đâu trên bản đồ thế giới? nền kinh tế việt nam và ukraine đều là những thị trường mới nổi trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử với những nỗ lực cải cách kinh tế tài chính tiền tệ đáng kinh ngạc thời còn nằm trong khối xô viết ukraine là một trong những thành phần kinh tế quan trọng nhất của nền kinh tế liên bang xô viết ngành công nghiệp nặng của ukraine có thể cung cấp nhiều loại thiết bị và vật liệu cần thiết cho phần còn lại của các nước cộng hòa thuộc liên xô cũ đồng thời nông nghiệp nước này cũng cung cấp tới một phần tư sản lượng nông nghiệp cho toàn khối xô viết chủ yếu là các sản phẩm thịt, da cầm, sữa, ngũ cốc và rau quả. Năm 1990, Ukraine là một trong những nền kinh tế nghèo nhất của khu vực Đông Âu. Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, có nhiều kỳ vọng Ukraine sẽ nhanh chóng phát triển thành một trong những nền kinh tế mới nổi hàng đầu của châu Âu và sớm trở thành thành viên của cộng đồng châu Âu. Nhưng lịch sử không dễ dàng như thế khi Ukraine đối mặt với chu kỳ suy thoái tồi tệ. Khủng hoàng kinh tế, Ukraine kéo dài đến cả 10 năm điển hình kết quả của quá trình tư nhân hóa trong những năm 1990. Đến năm 1999, tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine giảm 40% so với mức của năm 1991. Như đã thấy, đến kinh tế, Ukraine đã trải qua nhiều bước thăng trầm lớn trong những năm 1990, chịu tình trạng siêu lạm phát và tụt dốc nhanh chóng. Sau đó, tăng trưởng GDP đã bắt đầu được ghi nhận từ những năm 2000, quá trình cải cách vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên xung đột Nga-Ukraine được đánh giá sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Kiev, đất nước sẽ phải vực dậy sau đổ nát và còn rất nhiều việc phải làm. Là một nền kinh tế thị trường tự do mới nổi, Ukraine đã phát triển nhanh chóng từ những năm 2000 cho đến năm 2008, khi cuộc đại suy thoái bắt đầu bùng phát trên thế giới và đến Ukraine là một cuộc khủng hoảng tài chính Ukraine 2008-2009. Đến năm 2010, nền kinh tế này đã hồi phục và tiếp tục cải thiện cho đến năm 2013. Từ năm 2014-2015, nền kinh tế Ukraine rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Đến năm 2016, nền kinh tế nước này lại bắt đầu tăng trưởng và đến năm 2018 đạt gần 80% quy mô như thời điểm 2008 nhờ sự hỗ trợ đáng kể của phương Tây cũng như việc đạt được thỏa thuận về giá khí đốt có lợi với Nga. Theo công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Nền kinh tế Ukraine đứng thứ 40 trên thế giới về GDP tính theo PPP vào khoảng 544 tỷ đô la Mỹ. Số liệu của IMF cho năm 2020. Về GDP bình quân đầu người tính theo PPP của Ukraine tính đến năm 2020 vẫn xếp áp chót trong số các nước châu Âu, chỉ sau Moldova và thứ 90 thế giới. Nền kinh tế Ukraine phụ thuộc nhiều vào công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đa dạng đang phát triển. Về công nghiệp, Ukraine là nhà sản xuất khí đốt quan trọng thứ ba và là thị trường khí đốt lớn thứ tư châu Âu, với hệ thống đường ống dẫn khí đốt lớn thứ tư thế giới, cung cấp 142,5 tỷ mét khối cho châu Âu. Quốc gia Đông Âu này đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu sắt, thứ tư châu Âu và thứ 13 thế giới về chiều dài hệ thống vận tải đường sắt trên 21.700 km. Ukraine cũng là nhà sản xuất thép thứ 12 thế giới, đứng thứ 9 về xuất khẩu quặng, sỉ, thứ 5 về xuất khẩu titan. Ukraine đứng thứ hai châu Âu và đứng thứ bảy thế giới về công suất lắp đặt các nhà máy điện hạt nhân và là một trong những nhà sản xuất bệ phóng tên lửa cho thế giới. Đặc biệt, cũng như Liên bang Nga, Ukraine giàu có về tài nguyên khi đứng đầu châu Âu về trữ lượng quặng uranium, đứng thứ hai châu Âu và thứ 10 thế giới về titan. Ukraine cũng đứng thứ hai thế giới về quặng sắt, với trữ lượng trên 30 tỷ tấn thu hút rất nhiều sự quan tâm từ người Trung Quốc. Quốc gia Đông Âu này cũng đứng thứ hai toàn cầu về trữ lượng quặng mangan chiếm khoảng 12% trữ lượng thế giới với kết quả thăm dò đạt trên 2,3 tỷ tấn. Ukraine cũng đứng thứ ba châu Âu và thứ 13 thế giới về trữ lượng đá phiến, đứng thứ 8 toàn cầu về trữ lượng than, 33,9 tỷ tấn. Với nông nghiệp, Ukraine được coi là rổ bánh mì của châu Âu vì đứng số 1 về diện tích đất canh tác và các sản phẩm mì và mạch. Ukraine cũng dẫn đầu thế giới xuất khẩu dầu hướng dương và hạt hướng dương. Đây cũng là nhà sản xuất lúa mạch đen thứ tư của thế giới xuất khẩu mạch ngô mật ong, lúa mì, khoai tây. Chính những giá trị quan trọng của nền kinh tế Ukraine này cho thấy mức độ cấp bách khi thiếu nguồn cung nhiều thị trường trên thế giới, ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu khi bùng nổ xung đột căng thẳng Nga Ukraina. Về phía Việt Nam, sau 35 năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chiến tranh đã thay đổi và phát triển chóng mặt. Nếu như trong giai đoạn đổi mới 1986 1990, mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991-1995 GDP bình quân đã tăng gấp đôi đạt 8,2% một năm và giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao giai đoạn 2016-2019 đạt mức bình quân 6,8%. Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Năm 2021, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,58% quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ đô la Mỹ một năm. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Năm 1985, bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 đô la Mỹ một năm, thì đến năm 2020 đạt 2.750 đô la Mỹ một năm. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn 1,9 đô la Mỹ một ngày giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2% giai đoạn từ 2002 tới 2020. Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Những cải cách thể chế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển. Từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ. Ngân hàng Thế giới đánh giá, so sánh GDP giữa Việt Nam và Ukraine thoát nhìn có vẻ tương đương, nhưng sự thật không phải như thế. Theo đó, sẽ đọc quy mô nền kinh tế năm 2013, GDP Ukraine nhìn hơn hẳn Việt Nam với 190 tỷ đô la Mỹ, còn Việt Nam có quy mô vào khoảng 171 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên chỉ sau một năm đến năm 2014, GDP Việt Nam bắt đầu vượt Ukraine nhờ những thay đổi quan trọng về chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong khi từ năm 2014, Ukraine đối mặt với hàng loạt vấn đề vĩ mô liên quan đến xung đột địa chính trị, nền kinh tế tụt hậu sau cuộc nội chiến lật đổ chính phủ lâm thời. Thời điểm năm 2020, GDP Ukraine và Việt Nam bắt đầu ở thế khác biệt Việt Nam vượt lên hẳn với những bước tiến thần kỳ về kinh tế thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới. Năm ngoái GDP Ukraine vào khoảng 155 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó Việt Nam lên tới 271 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, GDP Việt Nam đạt gấp rưỡi GDP của Ukraine. Tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam cũng thể hiện nền tảng vững chắc, sức chống chịu đáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng, điển hình như đại dịch COVID-19 Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng ổn định ở mức 5-7% một năm trong giai đoạn 2011-2019. Trong khi đó, Ukraine lại trồi sụt mức tăng trưởng GDP chỉ ở khoảng 2-3% một năm trong giai đoạn này. Thậm chí năm 2014-2015, khi bất ổn chính trị xảy ra, mức tăng trưởng GDP hàng năm của quốc gia Đông Âu này giảm tới âm 10%. Năm 2020, như đã biết, với cú sốc Covid-19, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ghi nhận tăng trưởng GDP dương khi đại dịch bùng phát với mức 2,9% thì Ukraine ở mức âm 4%. GDP cho thấy mức tăng trưởng của Việt Nam nhanh và ổn định hơn Ukraine, Tuy nhiên, xét trên thu nhập bình quân đầu người thì Ukraine cao hơn Việt Nam do chênh lệch đáng kể về dân số. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cũng như tổng cục thống kê tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, dân số Việt Nam ước tính là 98.564.407 người, tăng 830.000 246 người so với dân số 97 triệu 757 118 người năm trước. Trong khi đó, Ukraine là khoảng 44 triệu, tức Việt Nam gần gấp đôi. Do đó, dù GDP Việt Nam cao gấp rưỡi GDP Ukraine, nhưng GDP bình quân đầu người của Việt Nam lại chỉ bằng 2 phần 3 của Ukraine vì tranh lệch về dân số. Thống kê của World Bank cũng cho thấy năm 2020, GDP bình quân đầu người của Ukraine là 3.724 đô la Mỹ, còn Việt Nam là 2.785 đô la Mỹ. Việt Nam đặt mục tiêu quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.900 đô la Mỹ cho năm 2022. Theo nhiều thể chế tài chính, Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua Ukraine. Đánh giá từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ ở mức trên 6,5% trong vài năm tới, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất của Ukraine chỉ vào khoảng 4%. Như vậy, với tốc độ tăng trưởng này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt qua Ukraine vào khoảng năm 2025. Có thể nói 35 năm đổi mới cũng là một chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức. Việt Nam đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế, tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN 2015 và hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết của WTO. Đến nay, đã có 71 quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có các đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Sputnik cũng đã thông tin hàng loạt ông lớn như ngân hàng HSBC, Fish Solution đã nhận định năm 2022 kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 7% trong 2022 cao hơn chỉ tiêu tăng trưởng 6 tới 6,5% mà chính phủ đề ra. Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 với tốc độ tăng trưởng 6,7%. Cùng với đó, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 lên 7% và nhận định Việt Nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn. Như Sputnik đề cập. Theo báo cáo Chỉ số Quyền lực mềm toàn cầu năm 2021, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu. Cụ thể, vị trí của Việt Nam được cải thiện tăng 5,5 điểm, thay đổi từ 50 trên 60 lên 47 trên 105 quốc gia được xếp hạng. Việt Nam được đánh giá là điểm sáng nhờ sự thăng hạng vượt bậc về thương hiệu quốc gia và những kết quả về kinh tế đã đạt được trong năm qua. Quyền lực mềm cũng là điều mà theo nhiều chuyên gia vô cùng cần thiết trong thế giới hiện đại để tránh xung đột trực diện có ý kiến cho rằng trong câu chuyện giữa Moscow và Kiev, Ukraine nên học hỏi từ Việt Nam với chiến lược ngoại giao khéo léo có thể cân bằng lợi ích quốc gia trong thế đối trọng địa chính trị ngày càng khốc liệt hiện nay. Điển hình như Thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh trong cuộc chia sẻ với báo Tuổi Trẻ gần đây đã có những quan điểm hết sức sâu sắc về vấn đề này. Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi sống cạnh nước lớn mà anh lại định đem sức mạnh quân sự để đối đầu với họ là hạ sách. Do đó, theo tướng Vịnh, hoàn toàn có thể góp ý với bạn về việc không nên nghiêng về bên nào. Việt Nam có thể chia sẻ với bạn bài học 3 không trong chính sách quốc phòng, đó là không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ nước mình để chống lại nước thứ ba. Tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.